em mời thầy uống nước. Em cảm ơn thầy Giang, mấy tháng nay đã dạy cho em biết đờn biết ca. Không biết em học như vậy là đầy đủ bài bản chưa vậy thầy? Không biết phải nói như thế nào với cô đây. Vì cái nghề đờn ca này không thể nói học tới đâu là đủ. Nhưng học để làm quen với các thượng lưu thì tôi nghĩ cô học bao nhiêu đây cũng coi như tạm đủ. Dạ xin lỗi thầy, mấy tháng nay em mắc lo chú tâm việc học nên không có dịp để hỏi thăm thầy. Dạ, nghe chị ba nói thầy làm thư ký cho một hãng buôn. Bộ tiền lương thầy không đủ xài hay sao mà thầy lại nhận dạy em ca? Cô nói đúng, lương thư ký thì đâu có bao nhiêu, mà nhận dạy cô ca cũng không phải là để kiếm tiền thêm. Thầy nói sao mà em khó hiểu quá à? Không giấu gì cô, thật ra thì quê tôi ở Vĩnh Long, gia đình tôi khá già, còn tánh của tôi thì phong tung, nên đường học hành tôi phải dở dang. Cha mẹ tôi cưng nên cũng chiều cho tôi học đờn biết đố các cư cây. Tôi thường đi chơi tài tử khắp miền Tây, số của tôi thích phiêu lưu như vậy, nên lên Sài Gòn là chốn ăn chơi. Sẵn bạn tôi chủ hãng buôn trên này, nhờ tôi phụ giùm một tay. Nghĩ tình bạn xưa tôi nhận chân thơ ký quen, tối rỗi rảnh buồn nên nhận dạy cô. Thầy thích lang bạc như vậy, rồi cô ở dưới nhà không phiền thầy sao? Tôi chưa có vợ thì làm gì có ai phiền tôi. Thiệt thầy chưa có vợ sao? Chứ em nghe thiên hạ nói mấy ông thầy đờn nhiều vợ lắm. Họ cũng nói đúng, nhưng với người ta kìa, chứ tôi thì trái ngược với họ. Là sao hả thầy? Là tại tôi biết đờn nên mới ế vợ đó. Sao lạ vậy? Hồi trước tôi có hứa hôn với một cô cùng xứ. Cô thấy tôi không chịu ăn học mà cứ thích đờn ca sướng hát, nên cổ sợ. Dạ sợ gì? Sợ nhiều con gái bu tôi rồi mắc công ghen, nên cổ từ hôn đó. Thiệt vậy sao? Thiệt đó. Tôi nghĩ người ta sợ vậy cũng đúng, nên tôi cũng không phiền giận. Thầy không phiền mà sao thầy không chịu lập gia đình? Tôi còn thích bay nhảy, bó chân bó cẳng làm sao tôi đi được. À vậy còn cô? Cái đời của em vô duyên bạc phước lắm, nên em không còn dám nghĩ đến chuyện nợ duyên. Bởi tình đời giá trá bạc đen, thân em liêm lắm được nương nhờ bên cạnh chị ba đùm bọc em mấy tháng qua. Chị ba có kể qua câu chuyện cuộc đời cô bất hạnh nào nề, cô thường nhỏ lệ lúc đêm về. Em hiện giờ như chim nọ trúng tên, rất sợ gặp bóng dáng thờ săn. Đâu phải ai ai cũng có dạ bưởi bồng, mà cô lo sợ phập phồng. Trên đời này vẫn còn người thật giả, không cảm phận má hồng lông đông. Dò sông dò biển dễ dò,
Chứ làm sao mà lấy thước để đo lòng người được hả thầy? Nếu như mà có người họ đi hỏi cưới cô thì cô có chịu ưng không? Thầy nói chơi với em phải không? Phụng à, tôi nói thật đó. Bao năm nay tôi làm cánh chim giang hồ lãng tử, mãi phiêu lưu cho thỏa chi tàn bồng, không hề nghĩ đến chuyện trăm năm. Nhưng rồi mấy tháng vừa qua, tôi bỗng thấy tâm tư thay đổi lạ thường. Em xin thầy giang đừng trêu đùa bỡn cợt, làm cho em tủi thân tủi phận. Đó là lời chân thật của tôi, đã xuất phát ra từ trái tim mình. Tôi mơ một mái ấm gia đình, cùng như bao nhiêu người khác, nên muốn dừng bước giang hồ để tạo cho mình một mái ấm. Tình cập bên những nỗi niềm cay đắng của đời cô, tôi muốn được cùng chia sẻ buồn vui. Thầy có lòng nghĩ đến em, em cảm ơn thầy. Nhưng cây đời của em đã kể như bỏ đi, em không muốn lụy phiền đến thầy đâu. Có lẽ là tôi mở lời quá sớm chăng? Xin lỗi em. Thầy không có lỗi, mà vì em không xứng đáng. Phụng, Phụng à, chị có hẹn với ông hội đồng tiếng, chiều nay á ổng đến nhà cho biết em để làm quen đó. Chị định dẫn em đi con đường này thật sao chị ba? Nếu không á thì chị đâu có nhờ thầy Giang đến dạy em ca. Em sợ em làm không được. Chị tin là em làm được, nhưng em sợ lắm. Em làm người phải có lòng tin chứ em. Hồi trước em hứa là nghe lời chị, nên chị đã vẽ sẵn cái tiền đồ trước mặt để cho em đi. Sao bây giờ em lại do dự? Em sợ con đường trước mặt sẽ làm hại nhiều người. Em sợ tạo thêm tội lỗi. Em có lỗi gì mà nói là tạo thêm tội lỗi? Em nghe lời chị đổi con để lấy tiền, không phải tội lỗi sao chị ba? Em đổi con để nó có được cuộc sống sung sướng ấm êm, sao gọi là có tội? Để nó sống bên em, nó phải đuối, nó phải khổ, em đành sao? Nhưng còn con gái người ta, mình hứa nuôi mà lại mướn người nuôi nó, chứ bộ bỏ nó dất dưỡng đâu mà em lo. Em không có lỗi đâu mà em sợ. Em phải lo cho thân em, đã bị đời già đạp thảm thương, thì em đừng có phụ lòng chị ba, và cũng không nên đầu hàng số phận. Chỉ dọn con đường tốt đẹp cho em đi, rồi cảnh đời ăn trước ngồi trên, em sẽ ngang hàng với bậc thượng lưu. Xóa bỏ những ngày cơ cực lầm than, những người họ đến với em để cung phụng là kẻ dư ăn lắm của nhiều tiền, nên họ tự nguyện làm con thiêu thân, chớ có phải đâu là mình ép họ. Nhưng em thấy lòng cứ mãi đắn đo, nên bâng khuâng rai sức trong lòng. Trả thù làm chi, em sợ dương quán nghiệp. Chị hãy nghe em, hãy bỏ con đường này. Thiệt em làm cho chị thất vọng vô cùng, phải dè như vậy chị bỏ liều mặt em. Chị đừng giận em. Chị đâu có bắt em phải bán thân xác. Em chỉ bán tiếng hát lời ca,
để tạo cho mình một vị trí cao trong xã hội mà thôi. Phụng à, sao em không biết thương chị? Ngày xưa chị cũng như em bị người ta ruồng bỏ, nhưng chị không có nhan sắc như em nên phải cam nuốt hận trong lòng. Còn em sao lại cam tâm với cảnh bạc phân má hồng? Chị ngỡ đâu em nghe lời chị, để chúng ta cũng nở mặt nở mày ở quãng đời sau. Đời chị em mình bị đàn ông họ nhận xuống bùn nhớ, thì phải cố gắng ngồi lên tìm lối thoát. Cái đời của em cũng là của chị, chị thương em nên lo lắng mọi bề. Nếu như còn nghĩ đến chữ ân ngày trước chị giúp em trong cơn hoạn nạn, thì Phụng ơi hãy nghe chị chữ tình giúp bỏ, đừng yếu lòng mà khổ lụy như ngày xưa. Người ta dù có yêu em thật tình, nhưng em là gái đã lỡ làng, liệu gia đình của họ có chấp nhận em hay không? Nếu em can đảm bước lên hai chữ phong kiến á, thì chị không cản bước em để em được tự ý. Chị ba, chữ tình đã hại đời em. Phụng, chị mong em nghĩ cho kỹ, đừng để chữ tình nó cản trở tương lai của mình. Hồi nãy em tôi nói đàn ca với ông, không biết có vừa ý ông không? Cô hai xứng đáng làm hoa khôi của làng tài tử ở cái xứ phồn hoa đô hội này lắm chứ. Ông quá khen chứ, em tôi đờn ca còn non nớt lắm, chỉ sợ ông chê mà không chịu đến thăm chị em tôi đó chứ. Đâu có, tôi sẽ đến thường mà. À, vài hôm nữa tôi về dưới Bạc Liêu lo ba cái ruộng đất ở dưới sông, tôi sẽ rủ mấy ông ở dưới lên chơi. Mấy ông đàn hay hơn tôi đủ bài bản hết á. Trời thiệt vậy hả? Thì ra ông hội đồng quê ở Bạc Liêu hả? Phải. Nên hồi nãy cô hai lựa cái bài Dạ Cổ Hoài Lang tới hòa đàn ca với tôi, thiệt tôi cảm hết sức vậy đó. À, mà sao chị ba không qua miệt thị nghè đó tìm mướn một căn nhà rộng lớn mà ở? Họ cho mướn một tháng có 50-60 đồng, chứ căn phố này chật hẹp tối tăm. Nói thiệt nghe, không xứng đáng với cô hai. Dọn nhà mới thì phải lắm đồ đạc, mà chị em tôi thì đâu có nhiều tiền. Chị đừng lo cái chuyện không tiền, một năm thì nhà tôi sẽ đóng cho, và tôi sẽ đưa thêm tiền sắm sửa đồ vật. Mà chỉ lượt thứ thiệt tốt mua lấy mà dùng nha. Chị cô hai đây là thân ngọc mình vàng, phải ở chỗ đàng hoàng mới đẹp mới sang, mới đúng điệu là nơi đờn ca tài tử. Một tháng sau tôi lên tổ chức tận gia nhà. Ông có lòng em cảm ơn ông, nhưng em ngại nhờ giả ông quá nhiều. Cô hai đừng bận tâm lo ngại, còn phải tặng cô một vật để làm quà. À mà không biết cô hai ưa thích món gì? Dạ, ông tặng món gì em tôi cũng không có từ chối đâu. Nếu vậy thì để coi. À, cô hai tên Phụng, mà không biết chữ lót là chữ gì vậy? Hay là tôi đặt họ làm Tấm Liễn hoặc Tấm Hoành để tặng cô hai? Em tôi tên Phụng thì nên lót chữ Kiều, Kiều Phụng. Ông hội đồng thấy có được hay không? Vậy tôi thêm hai chữ nữa cho ý nghĩa đủ đầy, ngôi nhà mới sẽ là Kiều Phụng Trà Gia. Ông đặt cái Tấm Hoành với bốn chữ này mà tặng em tôi thì đúng lắm. Kiều Phụng Trà Gia sẽ là nơi để cho các giới thượng lưu đến nghe đờn ca rồi ăn bánh.
bánh uống trà mà giải trí. Vậy ngày mai chị qua bên chị nghe, tìm nhà mà mướn liền. Dạ. Cứ tiến hành đi, đừng có ngại ngùng gì cả. Dạ. Tôi lo xong chuyện ở dưới, khoảng một tháng tôi sẽ lên. À, tôi sẽ rủ mấy ông ở dưới lên chơi. Dạ. Mấy ông mà nghe tôi về nói lại, nhất định mấy ông sẽ lên để hội ngộ với cô hai đó. Dạ, tôi xin thay mặt em tôi mà cảm ơn ông hội đồng đã chiếu cố. Đâu dễ gì có được một người phụ nữ biết đờn ca. Cô hai nhất định sẽ là một hoa khôi của giới thượng lưu đó. Dạ, ông quá khen. Cô đừng khiêm nhường. Thôi, để tôi cứu mà về. Ngày mai chị ba qua thị nghè, nhớ ghé bên tôi nha. Dạ, để tôi tiễn ông. Tôi về nghe cô hai. Dạ, ông về. Vậy là em chấp nhận bước đi con đường chị ba đã dọn sẵn cho em. Em không thể phủ nhận lời nói của chị ba em. Vậy là hạt giống tình yêu mà tôi đã ươm mầm sẽ không có ngày đơm bông kết trái. Đời em có sai gì mà anh thương tiếc? Không chọn con đường này, em còn con đường nào khác để đi? Phùng ơi, con đường trong trái tim anh đang mở ngõ đón em về chung lối mong. Vì những ngày tháng bên nhau qua âm điệu thâm trầm, anh cảm nhận ra em chính là mạch suối ngầm đã thấm mát lòng đất khô cằn chai sạn kể từ ngày lỡ phận trái duyên. Dạy em ca mà lòng vọng tưởng thiết tha qua bức tranh ảo tưởng của đêm trăng huyền diệu. Một mái gia đình ấm cúng bên nhau, tiếng nhạc lời ca hòa quyện dưới trăng ngà. Làm sao em dám mơ cho mình một hạnh phúc? Anh lưu luyến làm gì cho lòng nặng ưu tư? Em hãy quên dị dạng đã qua để nhận cái chân tình mà anh trao gửi. Em đã mất niềm tin vì bị người phụ bạc. Giai cấp hèn sang đã đẩy em xuống vùng bùn đen lem lấm thân mình, thì còn tiếc làm chi mà em phải. Đời của em đã mất rồi hướng gì, có xứng đáng gì cho anh một chữ nợ duyên. Thân em phân bạc sẵn danh, đời qua chung chặt dưới dành trăng thanh. Anh đừng mơ chuyện yên quanh, tiếc thương cũng chẳng có danh phận gì. Không được lựa chọn nên đường này em phải bước. Anh vẫn giữ sáng trong đừng để lấm lem. Giữa đôi ta đã có bức tường phong kiến, rẽ lối đường đời dù phải nén đau thương. Anh phải làm sao cho em có lòng tin mà bỏ cuộc, để em khỏi bước lên con đường chông gai mà chị ba đang trải thảm cho em. Em đã chịu ơn chị ba thì em phải trả, dù con đường này em không muốn bước đi. Nhưng em đâu cần phải trả ơn bằng cách này. Anh giúp em được sao? Không thể được. Anh về đi. Thầy Giang, tương lai
tai của con Phụng đang bắt đầu rạng rỡ, thầy nên mừng cho nó mới phải, chứ sao thầy lại cản bước tiến của nó. Chị ba, tôi không muốn Phụng dấn thân vào con đường này. Vậy con đường mà thầy muốn dắt nó qua, thầy cho nó được gì? Tôi cho Phụng tình yêu của tôi. Tình yêu? Tình yêu không thể bù đắp lại được những gì mà nó mất mát. Mà cái nó cần là danh dự. Nó phải được người ta trọng vọng. Tương lai nó phải rực rỡ như những ánh đèn màu đêm đêm sáng chói ở cái đất phồn hoa này. Nhưng làm con người thì phải có tình yêu. Không có tình yêu thì cuộc sống con người đâu còn hương vị nữa chị ba. Tôi yêu Phụng, tôi hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho Phụng. Chị tin tôi đi. Thầy thì cũng như họ, chẳng qua là vì một phút yêu đương bồng bột, chứ thật ra thì các người có trách nhiệm gì đâu. Chị ba ơi, chị đừng quơ đũa cả năm trong tay mà làm cho tôi xót dạ đau lòng. Đâu phải ai ai cũng có giá bưởi bồng. Chị hãy nghĩ suy, chẳng đeo cho tường tầng. Tôi thật giả chân tình, không chút dối gian. Nguyện kết chữ tông tơ, một đời bên em Phụng. Không để cho em tuổi phận sau này. Dù ở bên tôi em không cao sang tột đỉnh huy hoàng, miệng lưỡi ngọt người có một con đường, một lý tưởng khác nhau. Thầy không nên bắt người ta phải theo ý mình. Cảm ơn thầy. Mấy tháng nay thầy đã dạy cho nó. Kính trọng thầy, tôi phải kính. Nhưng xin nhắc lại thầy, là không vì thế mà thầy lại dạy khôn cho chị em tôi. Vài ngày nữa tôi sẽ dọn lên nhà mới ở Thị Nghè, và cuộc sống mới của chúng tôi sẽ bắt đầu từ đó. Nếu thầy không ngại cách sống của chị em tôi làm hư cái thanh danh của thầy thì hôm đó xin mời thầy ghé bước đến chung vui. Và hôm nay coi như là kết thúc việc thầy dạy cho con Phụng. Mong thầy hiểu mấy lời tôi vừa nói. Tôi hiểu. Chào chị. Ông đã chứ cô. Thấy cô không vui, tôi lại tưởng là dạ không, tại em không được khỏe. Cô hai à, nếu như thấy không được khỏe cũng không sao. Cô cứ ngồi cho có mặt, để mấy ổng đờn hòa chơi với nhau cũng được mà. Dạ, em không sao đâu.
mời mấy ông cùng qua đơn cho vui. Đó, thấy chưa, em tôi đâu có nỡ để mấy ông phải thất vọng chứ. Vậy bây giờ mấy ông muốn qua đơn bản gì nè? Và ông hội đồng muốn nghe bản gì đây? Vậy à? À thôi, hôm nay tôi nhường cho cô hai tự chọn bài để hòa với mấy ông đây đi ha. Dạ, ông hội đồng có nhã ý nhường cho em, nhưng em thấy ngại. Cô hai chớ ngại, mấy ông đây đờn cũng lão luyện lắm. Cô thích bản nào cô cứ tự nhiên, miễn cô vừa ca vừa đờn là được rồi, phải không mấy ông? Phải đó cô hai. Vậy em xin hầu cùng quý ông bản Chiêu Quân. Bản Chiêu Quân? Mà lời cũng là tâm sự của nàng Chiêu Quân Tự Dương Tường nữa đó. Xin cho một tràng pháo tay nữa. Sao? Còn thiếu gì dịp chứ? Mình không nên ép cô hai. Em xin lỗi các ông. Đâu có gì, phải để cô dưỡng sức chứ. Ông cứ ở lại chơi, em ra ngoài một lát cho thoáng là khỏe lại thôi. Em xin phép. Không sao đâu, không sao đâu. Các ông cứ tự nhiên, uống trà ăn bánh coi như là giải lao vậy nha. Dạ xin mời. Dần trắng xoay tỏ góc trời, lòng ta u ẩn suối bời tấm cát, thở than cùng mảnh trắng non, xót xa đời phóng não nề lòng Phùng. Anh Giang, anh vừa đến. Phùng, anh đến đã lâu, nhưng anh chỉ muốn đứng bên ngoài để nghe em ca, chứ anh không dám bước chân vào ngưỡng cửa Trà Gia, cái nơi họp mặt của giới thượng lưu phong nhã. Xin anh đừng nói những lời cay đắng. Hãy chấp nhận cho em con đường mà
em phải đi qua. Anh biết chứ, anh biết mình không thể là niềm tin cho em làm điểm tựa, thì nên nuốt nghẹn vào lòng. Anh tìm con đường phiêu bạc, vùi chôn vì đắng ân tình. Đêm này nói lời ly biệt, mai này mỗi kẻ một nơi, biết có còn gặp lại nhau không? Giang ơi, em không biết làm sao để giọt đắng cay đừng tuôn chảy, nên cứ mặc cho hồn liệm thương đau mà nghe mặn măng môi hồng. Em cũng trách trời cao, sao không cho nước xuôi dòng, đã không cho mình buổi đầu gặp gỡ, sao còn tạo cho nhau cái giây phút đơn đau. Không lẽ những cuộc tình đều phải gặp trái ngang, là vì tạo quá bài trò trêu chọc, cho anh hồng phải ủ dột sắc hương, cho con bướm đa tình phải ủ buồn rũ cánh. Khi dạy em ca và dạy em đời, anh luôn mơ mộng sẽ được cùng nhau gắn bó. Nhưng nay hy vọng trở thành tuyệt vọng, như bài chiếu quân buồn ấm điệu quán thang. Em đã chọn bài chiếu quân để than thân trách phần, vì cuộc đời em cũng bạc mệnh như dương tường. Sự bạc bẽo của hân dương đã làm tuổi phân ba hương. Nếu ngại đời mình bạc phận như chiêu quân, sao em lại bước chân vào chốn ấy? Làm sao cử cãi khi số phần đã định, anh có trách hờn cũng thế mà thôi. Thân em như chiến giữa đàn, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Đã biết vậy, sao không quay đầu trốn chạy, không tránh xa trốn trụy lạc ăn chơi, lại muốn làm kiếp qua bên ánh đèn mờ, cho ông bướm bẻ cành hái nhụy. Xin anh hiểu là em không bán thân nuôi miệng, chỉ mượn tiếng nhạc lời ca cho họ mua vui. Cô nói gì đi nữa thì em cũng đã chọn rồi cách sống. Anh chỉ mong em giữ gìn phẩm hạnh của em, để người đời không mai mỉa dèm pha, cho lắng đọng cái câu xương ca vô loài. Để anh không phải từng đêm say rứt, lo sợ đời em xa đọa chốn bùng đen. Ngày mai này mỗi đứa một nơi, cô nhớ em cũng chỉ gọi thầm trong giấc ngủ. Chúc em vui với cảnh đời hoang lạc, anh mang khối u tình chớ nặng buồn thương. Em vào tiếp tục cuộc vui, anh từ biệt.
Hoài Giang. Xin lỗi anh. Làm ba hết hồn à. Bữa nay sao ba không qua đánh cờ với ông huyện sao ba? À, ba bắt nó sâu cho mấy chậu kiển rồi chúc ba đi. À, còn con làm gì mà trốn trong bếp nãy giờ vậy? À? Con đang làm cái món bánh nướng. À. Một lát nữa con mời ba dùng thử để ba biết tài của con gái ba ha. À, giỏi vậy sao? À, mà con đi học làm bánh hồi nào mà ba không biết không hay vậy? Ba quên rồi sao? Chính là nhờ ba nên con mới giỏi. Không những chỉ là biết làm bánh mà con còn học theo học mai. Ba cho con đi học bao giờ? Thì ba cho con qua học với cô hai. Ba thì cái là mau quên à? À không ngờ cô hai giỏi giang như vậy. Thiệt ba không lầm mà chọn cho con đó. Con học ở cô hai con giỏi ba mừng. Mai mốt lấy chồng sẽ nên thân. Thôi đi con ở với ba hoài. Con không có chịu lấy chồng đâu. Ừ, vậy đâu được con. Hôm trước á bà phán dắt cháu bà đến coi mắt con rồi. Sớm muộn gì cũng phải theo chồng mà. Nè, tập tánh cho chững chạc lại đi con. Đừng để họ xem thường con gái của ba đó. Nghe không? Ba, con lấy chồng rồi con bỏ ba một mình sao được? Con lấy chồng rồi ba để nhà này cho vợ chồng con ở. Ba về dưới Trà Vinh á, mà lo hương quả cho má con. Như vậy ba buồn lắm. Mà con cũng nhớ ba nữa. Hồi nào tới giờ con có xa ba má đâu. Má chết á thì con hủ hỉ với ba. Nếu con đi lấy chồng bỏ ba một mình á thì con làm sao mà yên tâm được. Con ơi, hễ làm thân con gái thì lớn lên ai cũng phải có ngày xuất giá. Ba dù quạnh hiu nhưng vẫn mong cho con được một tấm chồng xứng đáng. Con hưởng được cảnh ấm êm là ba đã hoàn thành bổn phận của ba rồi.
sao con đừng gặp cảnh phong ba sóng gió dập dồi. Mong cho thuyền hạnh phúc được thuận buồm xuôi gió, về đến bến bờ tươi đẹp của tương lai. Ba dù có dò dỏ một mình cũng cảm thấy vui, vì tưởng tượng ra cái hạnh phúc của con trước mặt. Ba đã giữ thân phận mấy năm nay để con được vuông tròn không mất tình phụ tử. Ba ơi, tình ba thương con cao dĩ như non thai, vì con mà ba phí cả đời ba. Mẹ con qua đời mấy năm nay, ba quyết làm gà trống nuôi con, là vì ba sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng làm ảnh hưởng đến đời con thơ vô tội. Ba nuôi con khôn lớn, dựng cho con nên đôi nên bằng, thì ba cũng nên tìm một người để san sẻ, chứ con không muốn ba cô đơn đi suốt đoạn đường đời. Con ơi, bông xế hoàng hôn còn con tính kỳ mà con lại dễ dời. Tuổi ba 50 đâu thấy gọi là già được, ba nên tục quyền nếu có người ý hợp với ba thì con mới yên lòng cất bước du quy, không còn lo sợ ba một thân quanh què. Nếu thương con thì xin ba hứa một lời cho con được yên tâm. Nhưng mà hiện giờ ba có biết ai mà chọn thì làm sao mà hứa với con được chứ. Ba, nếu như ba chịu hứa thì con chắc là phải có mà. Con nên nghe lời ba mà sắp xếp chuyện của con. Còn phần ba thì để từ từ rồi sẽ tính. Hơn nữa sự ra đi của má con ba vẫn chưa nguôi được, cái hồn nó cứ lẩn quẩn quanh ba, thì tính toán làm gì cái chuyện bước thêm cho cực kỳ cực lòng thêm nữa. Ba chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng với tình láng giềng đang có ở quanh đây. Văng vẳng tiếng đàn réo rắt của cô hai, giọng ca trầm lặng êm đềm thâm thúy. Ba sẽ sống với cái vui riêng của ba, dù tẻ lạnh suốt những năm còn lại. Ba cũng cảm thấy lòng mình ấm áp như ngày xưa, còn má con bên cạnh cận kề. Ba nói em vậy con đủ hiểu ý của ba. Ba ơi, giờ con hỏi ba nghe, ba thấy cô hai Phụng như thế nào? Ý, con đừng có nói bậy, làm cho cô hai cô giận đó nghe. Thôi, cái cũ phải cho qua thì cái mới mới đến được chứ. Sợ. Thôi, con ở nhà đi, ba sang nhà ông Nguyện chơi lát nha. Ba, vậy còn bánh của con thì sao? Thì trưa ba về ba ăn cơm, rồi ba ăn la xét luôn ha. Nếu ba ăn cơm ở bển với ông Nguyện thì cái bánh của con... Bánh của con làm không có ế đâu mà sợ. Thôi ba đi nha. Ba đi à. Chào em. Nè, đừng có nói là em không nhớ tôi à nghe. Làm sao mà em quên cậu cho được. Cậu là người mà hôm trước bà Nguyện đưa đến để coi mắt em mà. Cảm ơn. Cảm ơn em còn nhận ra tôi. Dạ, mời cậu ngồi. Ba em vừa đi khỏi á. Không sao,
Sẵn đi ngang qua đây thấy em nên tôi vào nhà. Vì không lẽ thấy mà đành làm lơ đi luôn thì coi không có được. Cảm ơn cậu có lòng. Đúng, cái lòng sẽ dẫn lối cho cái tình nó đến. Trước sau gì mình cũng thành đôi à. Nhưng em với cậu biết có hợp tánh hợp tình, thuận lòng với nhau không? Hơn nữa vợ chồng là do duyên số, không có nợ duyên, chỉ uống lời mà thôi. Em à, em đừng ngại lo, tôi sẽ quyết lòng cưới em. Vậy làm vợ tôi em không có thiệt thòi đâu. Em đâu có lo, chỉ ngại cho cậu tôi, vì cưới vợ con nhỏ tuổi. Hãy nhõng nhẽo bất thường mà làm cho cậu cực trí nhọc tâm. Có vợ như em cực trí cũng không phiền, dù cho em có dỗi hơn cả buổi, tôi cũng cam, bởi vì tôi thương. Đừng dối hứa khó lấy lại lời, hãy về suy nghĩ cho thêm kỹ càng, đừng để buộc ràng mà hối hận về sau. Phận gái mong manh chỉ biết nương thân vào bóng cội tùng, sợ cánh cợt triêu rồi hương nhụy phai màu. Em nghẹn ngào thân má đau. Tố Loan ơi, tôi đã quyết cùng em dựng xây một thiên đường hạnh phúc, tôi không thể để cho đời em chịu đắng cay dằn phù mây mờ. Loan ơi, tình tôi đến với em vô bên vô bờ, tôi sẽ là dần mây ấm phủ đời em mãi mãi, không để cho bụi bùng lem lâm gót chân em. Chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng lý tưởng, nam thanh nữ tú phải khen thầm hạnh phúc của đôi ta. Ba mươi mấy tuổi đời mới tìm được nơi trú ẩn cho trái tim tôi thắp sáng lửa ân tình. Nghe mấy lời cậu tú màu vẽ hoa khiến cho em chẳng thấy yên trong lòng. Đừng nên nghi ngờ tấm chân tình của tôi, lòng đã trót yêu trước sau như lời mình nói hôm nay. Dù cho mai kia vật đổi sao dời, cũng không hề phụ bạc người thương, sẽ chung chăn gối một đời ấm lành. Buồn vui chia sẻ cùng nhau, giữ cho trọn vẹn trước sau cuộc tình. Để chứng minh lời cậu nói, vậy thì xin cậu cho em một thời gian để em suy nghĩ lại. Một thời gian là bao lâu vậy? Ngắn là một năm, còn dài thì... Một năm cũng đủ cho tôi mòn mỏi rồi. Có cần như vậy không? Cần chứ. Để thử coi cậu có thương em thật tình không.
tình yêu mà em làm như là vàng đem ra thử lửa. Phải thử coi đủ tuổi không. Vàng mà sao giả được em? Giả chứ sao không. Đời bây giờ họ gian lận lắm. Họ mạ vàng bên ngoài, còn bên trong họ đúc bằng đồng không à. Em rành quá. Làm như em bị mua lầm nên giờ em sợ. Em thì chưa có lầm, nhưng có cô Hai Phụng cổ chỉ đường chỉ nẻo cho em. Cô Hai Phụng nào? Cậu ở Sài Gòn mà không biết cô Hai Phụng, hoa khôi của giới thượng lưu sao? Tôi đi học bên Tây đã 10 năm, về nước mới có 2 tuần. Mà nhà cổ ở đâu vậy em? Ở căn nhà lớn bên kia kìa. Bộ cậu có quen với cô Hai hả? Không. Em bây giờ sang trọng quá. Anh mừng cho em. Anh về nước với bằng bát vật trong tay. Và cũng muốn tìm em nữa. Vậy sao? Em vẫn còn độc thân chứ. Thì sao? Phụng à, em cho anh cơ hội bù đắp lại những gì mà anh thiếu sót mấy năm qua. Cậu có lòng quan tâm đến tôi, vậy sao 10 năm qua cậu mất tâm biệt dạng, để cho tôi lớn phận trái ngang, ra khỏi nhà chơi kiếp lang thang. Nhưng tôi không hờn giận cậu đâu, mà tôi lại còn cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà ngày hôm nay tôi được sống trong cảnh ấm êm. Lời em nói không hờn mà giọng lại đắng cay. Ngày đó anh đang dối lòng thì cô Hai cấm cản anh. Cô biểu lo học cho thành danh, nếu không thì cô bỏ mặt. Chứ phải nào anh phụ bạc em, xin đừng nghĩ quay cho anh. Nếu như tôi không nhờ chị Ba cứu vớt đời tôi, thay đổi hoàn toàn, cởi bỏ cái lớp khốn khổ ngày xưa, thì ngày hôm nay tôi đâu có ngồi đây để cho cậu biện minh, mà đã mục rửa thay thi bởi lòng tin con người bội bạc. Phụng ơi xin em bớt giận, đừng nặng lời mà dạ anh đau. Cô Hai bắt anh phải đi học bên Tây thì làm sao mà liên lạc được. Giờ gặp lại nhau thiệt anh đây vui mừng vô hạn. Hãy quên đi chuyện buồn đau mà nối lại chữ tình xưa. Tôi đã nhàm chán quá rồi, cậu đừng nói nữa. Cậu về đi. Anh không thể về. Nếu như mà em chưa nói lời tha thứ. Cậu là người ăn học ở bên Tây về, lẽ ra phải biết lịch sự chứ. Thôi được, nhưng nhất định là anh không thể mất em. Chào em. Ngón đờn của ông cũng tươi lắm. Sao bao lâu nay em không nghe ông đờn? Hồi trước á, lúc còn là tổng sự ở Cần Thơ, tôi cũng hay đờn chơi lắm. Rồi vợ tôi mất, tôi buồn nên xin chuyển về Sài Gòn. Làm việc được mấy năm, tôi xin hưu non mà về miệt thị nghè ở. Những năm đó tôi không đờn nữa, vì vợ tôi mất, đờn không có ai nghe. Nói vậy bà nhà cũng thích nghe đờn ca sao? Vợ tôi thích lắm chứ, nên tôi mới đi học về đờn cho bà nghe. Không ngờ đường tơ đứt đoạn nên tôi không đờn nữa. Mấy năm nay ở gần cô, nghe bên nhà đờn ca làm tâm hồn tôi như sống lại. Nhưng chỉ ngồi nghe thôi chứ không dám đờn, sợ lộn ngón làm cho người nghe khó chịu. Nói vậy chứ em thấy ông rau ngón ông còn tốt lắm. Nghe chữ đờn của ông giống một người. Chẳng hay ông học đờn của ai vậy? Cô nhắc tôi lại nhớ đến người bạn. Nói là bạn chứ thật ra nhỏ tuổi hơn tôi.
Chắc cũng học cỡ cô á. Lần đó thầy ghé lại Cần Thơ, tôi mời thầy lại nhà tôi, cách nay cũng mười mấy năm. Tôi học đờn kìm của thầy Giang, ngon đờn đã giỏi lại thêm tánh hiền lành, nên tôi kết bạn cùng thầy. Dù tuổi đời trên lệch với nhau, bây giờ tôi không biết thầy Giang hiện ở nơi nào, thầy có còn ở Sài Gòn hay đã về quê xưa. Gần mười năm nay thầy không ở đâu, tôi định vài bữa nữa về Cần Thơ, thế nào cũng ghé lại Vĩnh Long. Hôm trước tôi gặp bạn của thầy, họ nói khoảng 10 năm trước thầy bị thất tình rồi nghỉ làm việc ở hãng luôn. Tôi nghĩ chắc là thầy về quê. Mà cô có biết thầy Giang không vậy? Dạ không. Tại nghe nói người đờn giỏi nên hỏi thăm vậy mà. Vậy sao? Việc Tố Loan có người đi nói đó, ông có định gả hay không? Con gái lớn có người đi nói thì tôi cũng muốn gả cho rồi. Ngặt con nhỏ nó cứ chần chừ hoài. Chần chừ chuyện gì vậy ông? Nói cô đừng cười nha. Nó bắt tôi tục quyền thì nó mới yên tâm mà lấy chồng. Tú Loan thật là hiếu thảo. Vậy rồi ông có tính tục quyền hay không? Tôi sợ tục quyền rồi thì mất tự do, không được thông thả mà qua nghe cô ca đó chứ. Nếu như có người bầu bạn thì phải là người có chung sở thích với mình, vậy mới có tâm đầu ý hợp được. Cô thấy tôi nói có đúng không vậy cô hai? Dạ, ông nói phải. Bây giờ tôi chỉ mong sao con Tố Loan á, nó chịu ưng cậu Hai Hùng cho đúng với tâm nguyện của mẹ nó. Ông nói vậy là ông muốn gả Tố Loan cho cậu Hai Hùng hả? Mẹ nó và bà Phán Ái là người cùng xứ, nên có hứa với nhau chuyện Tố Loan với cậu Hai Hùng. Vì vậy cho nên khi cậu đi học ở bên Tây về, bà Phán dẫn cậu tới nhà nhắc chuyện hứa hôn hồi thuở trước. Thì ra là vậy. Tôi cũng mừng cho ông có rể học bên Tây. Nếu họ nhắc chuyện hứa hôn thì ông phải giữ lời. Thì vậy đó, mình là chỗ người lớn, làm sao mà ăn nói ngược xuôi. Nhưng ngặt cái con nhỏ nó lâu thôi, nên tôi muốn cô giúp giùm cho tôi, nói vài lời khuyên nhủ Tố Loan. Nó mến cô nhất định sẽ nghe lời, gả nó lấy chồng cho yên chỗ yên nơi. Ông nhất định gả Tố Loan chỗ này à? Dạ phải. Nghe nói ông bác Vật muốn xin cưới em phải không? Dạ, nhưng mà em còn đang suy nghĩ. Còn suy nghĩ gì nữa? Nếu phải chỗ phải nơi thì em nên ưng chứ. Mà ông bác Vật đó tên gì, con ai vậy? Dạ, ông tên Hùng. Cha mẹ thì mất sớm, ở với người cô là bà Phán Ái ở bên chợ Cầu Kho. Là bà Phán Ái ở chợ Cầu Kho? Dạ. Là nó. Cô nó nào? Không không,
À, vậy thì ưng chứ, sao em còn chần chừ? Em sợ lấy chồng rồi bỏ ba em một mình trơ trọi. À, ra là vậy à. Nè, qua hỏi thiệt nha. Em có thương cô Hai Phụng không? Dạ thương chứ. Vì vậy nên em sợ đi lấy chồng rồi thì phải xa hẳn những người thân, sống bên người xa lạ chưa quen. Từ ngày má em mất, em chỉ còn có một mình ba. Bao ngày nương tựa có nhau, rồi gặp cô Hai tính tình hiền hậu, em lại qua học hỏi được nhiều điều. Thương em nên cô rất cưng chiều. Vậy thì em có muốn cô Hai thay thế mẹ của em không, để cùng ba em chấp nối duyên tình cho ba em đỡ đơn lẻ một mình? Thì mối thâm tình em được trọn vẹn, sẽ yên lòng tính cuộc hôn nhân. Nếu như cô Hai chịu cho em gọi bằng mẹ thì em sẽ yêu mến cô như một đấng sinh thành. Vì cô đã dạy dỗ em tỉ mỉ ngon ngành, từ mái giá nấu ăn đủ đầy công ngôn dung hành, nên em đã xem cô như người mẹ thứ hai. Má em qua đời mất mát tình thương, nay gặp cô Hai đời em có phước. Bàn tay cô xoa dịu vết thương ngày cũ, cho em và ba tìm lại phúc em đêm. Mà không hiểu ông Phủ có chịu tục quyền với cô Hai Phụng hay không á. Chứ cô thì cũng muốn cho em cô yên bề gia thất, chỉ ngại ông Phủ chê cô Hai là phận sướng ca, không xứng đáng mà gả nghĩa với ông Phủ đó chứ. Tại thiên hạ không hiểu mới nặng lời đánh giá, chứ cô Hai như cánh sen gần bùng mà chẳng hối tâm. Vì vậy nên mấy năm nay em mới được kề cận cô hôn sớm. Chỉ ngại cô Hai chê ba em lớn tuổi, mà cô không đành gửi phần trao duyên. Tôi sẽ dò ý em tôi. Nếu nó chịu làm bà phụ thì tôi sẽ ra tay cổ mũi thơ hồng, để cho cô Hai được làm mẹ vợ của người ta. Nếu phải như vậy thì ông trời có mắt. Vì thấy em là đứa con yêu thảo, tôi sẽ giúp lời mà nói với cô Hai. Nói vậy thì em cảm ơn cô Ba nhiều lắm. Em và ba em về quê khoảng một tuần rồi lên, hy vọng sẽ nhận được tin vui. Em và ông Phủ về quê hả? Dạ, về sửa sang lại nhà cửa ở dưới và thăm mộ của má em. Chừng nào đi? Dạ sáng mai. Sáng mai. Sau cái lần gặp thầy ở Sài Gòn rồi không gặp nữa, đến nay cũng có 10 năm rồi hả thầy Giang? Rồi thầy đi đâu vậy? Dạ, tôi qua Nam Giang. Ý trời, cơn bão ái tình nó đẩy thầy qua tuốt ngâm bển lận hả? Ủa, sao ông biết?
tôi đến nhà luôn, họ nói mới biết. À, rồi thầy về hồi nào? Sao không ở Vĩnh Long mà lại về đây? Ba tôi bệnh nặng, anh hai tôi nhắn tôi về. Nửa năm sau thì ba tôi mất. Giáp năm xong, tôi định đi nữa thì anh hai tôi cản. Kế đó có anh Hương Tuần Cam, anh nói muốn bán miếng đất ở bên Bình Thủy này. Không biết làm sao mà tự nhiên tôi lại muốn mua, nên tôi theo anh qua bên này. Nhìn đồng ruộng mênh mông, tôi thấy lòng khoan khoái lân lân, nên mua liền miếng đất ruộng của anh Cam và mua luôn cái nền nhà. Tôi về đây cũng 3 năm rồi, tự tạo dựng cơ ngơi. Tôi nghĩ dù có đi xa thì buồn cũng vẫn cứ buồn, nên mấy năm mê rồi tôi bỏ sức làm để tìm vui. Không ngờ cái thu điền viên đã giúp tôi khuây khỏa nỗi lòng, hay là cái xứ Bình Thủy này tôi với nó có duyên. Nếu thầy tin vào chuyện căn duyên thì có lẽ ở tại nơi này thầy sẽ tìm được một người để cho thầy ra nghĩa, nên ông trời mới đưa đầy, mới xui cho thầy đến nơi đây, làm cho tâm trí thầy vui, quên nỗi ưu tình ngày xưa. Vui thì có vui, nhưng quên thì chắc khó. Ai biểu thầy đa tình? Không phải đa tình, mà đó là chung tình. Nhưng cái tình của tôi chỉ một mình tôi biết, chứ người ta làm sao hiểu được lòng tôi. Ban ngày tôi tìm thú vui ngoài đồng áng, thì đêm đêm tôi một mình đổi bóng với ngọn đèn, tay ôm đờn kìm mình khải mình nghe, mà nhớ người xưa nơi đô hội muôn màu. Càng nghĩ càng đau ruột thắt gan bào, không biết có phải tại tôi dạy cho người ta biết đờn biết hát, nên họ mới ban tiếng nhạc lời ca cho khách mua vui. 10 năm rồi tôi xa chốn phồn hoa, là tôi chốn chạy để đừng nghe đừng thấy. Tôi sợ vô tình gặp lại cô nhân, khơi dậy nỗi đau ngày cũ chưa mờ. Không lẽ người mà thầy đang nói là cô Hai Phụng? Hèn gì, hôm trước nghe nhắc đến thầy là cổ có vẻ quan tâm, hỏng về cổ là học trò của thầy. Cổ có quan tâm thì đó cũng là hư hại, nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn cổ còn nghĩ đến tôi. Người đã có công dạy cho cổ cái nghề đờn cá sướng hát. Mấy năm nay tôi về thị nghè được ở gần bên cổ, mới biết Kiều Phụng Trà Gia không phải là chỗ bán phấn buôn hương. Dù bơm mông có dê dãn cọt kêu, nhưng cô vẫn giữ sạch trong thân phần. Hầu hết các ông đổ tiền ra mua chuộc, nhưng chỉ được tiếng ca tiếng đàn trong cuộc vui chơi. Tôi thường lại qua trò chuyện với cô Hai, nên thấy cô có vẻ đa mang tâm sự. Cô chán chường cái cảnh đời hiện tại, cô thở than cho số phận của riêng mình.
Mấy năm nay hễ nghĩ đến cổ là tôi bứt rứt xốn xang. Tôi sợ cổ chóa mắt trước đồng tiền, rồi sa chân xuống vực. Nay nghe được những lời của ông, tôi thiệt mừng cho cổ. Thầy nặng tình với cổ như vậy thì tôi nghĩ cái tâm sự của cổ chắc cũng chung cái tâm sự của thầy. Tôi và cổ như bèo mây gặp gỡ, chỉ tại tôi tự gieo cái khổ vào thân thôi. Phụng, chuyện chị nói hôm trước em tính sao rồi? Tính chuyện gì? Thì cái chuyện làm bà phủ đó. Chị nghĩ sao mà tính chuyện đó? Tính chứ sao không? Em phải leo lên nấc thang làm bà thì chị mới vừa bụng. Chứ cái chức cô mấy năm nay nó còn thấp lắm, em phải leo thêm một bước nữa. Để làm gì? Để trả thù. Bắt cậu Hùng gọi em làm mẹ vợ. Em không làm chuyện đó được đâu. Ai làm thì để cho họ nhận hậu quả. Chị biết không, bao năm nay trong lòng em thê thảm lắm. Mỗi khi em nhớ lại con em, nên bây giờ em chán nản lắm. Em không muốn gì nữa hết á. Chị đi chùa đi núi là để cầu nguyện cho em, là vì muốn cho em vui vẻ, cho em sống sung sướng. Sao em không hiểu cho lòng của chị mà lại nói ra câu bi thảm vậy? Mình làm chuyện quấy, bỏ con, rồi hại người phải tán gia bại sản để trả thù đời, vậy mà đi cầu trời khấn Phật giúp cho mình vui vẻ. Trời Phật giúp sao chị? Cái gì mà quấy? Hồi đó không cho con á, rồi liệu em nuôi nó họ nổi không? Còn họ tán gia bại sản là tại họ. Họ thích hưởng thụ cái thú phong lưu thì họ phải bỏ tiền ra. Mình có cướp có giật có lường gạt ai đâu, sao lại có tội được chứ? Nhưng mà chị ba ơi, em thấy xót xa cho họ quá nhiều, không còn ham mê cách sống não nề. Một kiếp sướng ca làm vui cho thiên hạ, em chán lắm rồi. Cái cánh cười cợt lạ lơi, hồn mong thở ta suốt năm cánh đài đoan, vui chiếc lạnh băng thui thui một mình. Càng nghĩ càng đau cho số phận ba hồng. Chỉ hiểu em rồi nên mới liệu bề, mà sắp xếp cho em không muốn nhìn em sầu. Chị cũng đau lòng với cảnh đời trống trải của em. Nên chị muốn em cứt tóc xe tơ phối hiệp với ông Thùng, cô Loan vui mừng thấy cha mình rạng. Những chuyện chị tính đó không có hợp với ý của em đâu. Vậy chứ em muốn sao mới vui? Em muốn tìm con em. Hồi đó chị cho ai, người đó ở đâu? Bây giờ em muốn tìm mà chuộc con em lại.
kẻ chân trời người góc biển biết đâu mà tìm. Sao hồi đó chị không hỏi cho rõ? Đổi rồi thì thôi, ai biết là em còn muốn tìm lại đâu mà hỏi gốc tích của họ làm chi. Vậy thì em đáng tội em lắm mà. Thì ra chị Ba là chị nuôi của con cháu tôi là con Phụng. Bà là bà Phán, là người thiếm thiếu lương tâm. Còn cậu đây là cậu Hùng, người tình thiếu chung thủy. Có đúng như vậy không? Sao tự nhiên chị mắng cô cháu tôi xúi xả vậy? Tôi đến đây là để gặp con Phụng. Hai người muốn gặp nó làm gì nữa chứ? Ngày xưa chính các người làm cho nó khổ đau. Cháu bà phá hoại trinh tiết, rồi bỏ đi du học nước ngoài. Không kể gì đến cái đời của nó. Bớt nóng đi chị Ba. Còn bà cũng quá vô tâm. Có người ta bụng mang dạ chữa mà bà đành đoạn đuổi ra khỏi nhà. Nay còn giác mặt đến đây chi nữa. Chị Ba, để tôi nói chị nghe. Tại hồi đó tôi không rõ sự tình. Nghe nói có thai, tôi mới nổi trận lôi đình. Ngờ nó lấy trai rồi đổ thừa cháu tôi. Bây giờ tôi đã hiểu ra, nên đến đây xin nó bỏ qua giùm. Tôi hối hận nhiều cái chuyện ngày xưa. Cô cháu tôi ăn năn chuyện ngày trước đã đối xử tệ với em Phụng, cho nên... Ăn năn thiệt không? Chị Ba, chị cho em hầu chuyện với họ. Em cũng nên dè chừng hạ người này đó, nghe không? Xin thím đừng giận. Tại chị Ba bất bình chuyện của cháu nên có những lời lẽ không đẹp với thím. Không sao, hiểu lầm thôi mà. Miễn cháu không giận thím với thằng Hùng mới là được rồi. Anh nhờ cô đến gặp em rồi đó. Em đừng có giận anh nữa. Dạ lại, chúng mình đã có con. Đúng đó cháu. Dù sao nó cũng là máu mủ của thím với thằng Hùng, nên thím muốn cháu đem đứa nhỏ về nhà thím mà ở. Cháu ở đây với chị Ba từ đó đến giờ, chị em có nhau, cháu đâu đành lòng mà bỏ chị được. Cháu khờ quá. Họ là người dân nước lạ, làm sao bằng ruột thịt của mình. Cháu dọn hết của cải đem theo, về ở với thím cũng như ngày nào. Nếu cháu không được ăn sang mặc đẹp thì chắc thím đâu có đến mà tìm. Ôi cháu nhớ làm chi cái chuyện nó cũ xì à. Coi như là phấn viết trên bảng, xóa sạch là xong. Anh thật lòng muốn nối câu duyên nợ, mới dẫn cô hai đi đến tận nhà. Coi như cô cháu anh đã tự hạ mình, để rước em về chung sống với nhau. Nếu tôi đi mà không đem theo của cải thì cô cháu anh liệu có giữ lời? Cháu thiệt là khéo nói chơi á. Nếu như của cải không phải cháu trọn quyền thì cũng là 2/3 mới được, hoặc ít ra cũng phải nửa phần. Thím tính kỹ quá, cháu xin trả lời. Chúng ta không còn cơ hội sum họp đâu. Đó, mày thấy chưa? Tao nói hỏng có được. Mày dắt cô đến làm chi cho cô mệt vậy? Hả? Nó không phải như hồi xưa nữa. Chuyện của cháu thì tự mà lo. Phụng ơi, anh mất em đã 10 năm rồi, bây giờ không thể nào để vượt nữa đâu. Cô hai không còn ngăn cản chúng mình. Nếu em đoạn tình, anh chết trước mặt em. Lời cậu nghe thảm thiết quá. Vậy cậu có dám chết không? Ý cháu thách nó chết thiệt sao? Cậu đâu có dám chết mà thím sợ. Với tôi á, cậu không còn cơ hội đâu. Cậu nên cưới Tố Loan đi, cho đúng lời hứa của cậu với cổ.
Vậy là banh chành hết rồi. Thôi tao về trước, tao còn đi đậu chến nữa đó. Thím về rồi, cậu cũng nên theo thím mà về đi. Phụng ơi, anh xin em mà, em nghĩ đến đứa con mà cho anh cơ hội đi Phụng. Đứa con đã chết rồi. Nói láo. Tôi không nói láo. Em nói láo với anh đâu vậy không? Em gạt anh đâu vậy không? Tôi không nói láo, tôi không gạt cậu. Cái bào thai quán nghĩa kia, nó không còn tồn tại. Nó đã sụp nôi khi vừa mở mắt ra đời. Đã không còn gì luyến lưu để cho cậu gian này. Thôi thì cậu hãy sửa mình để bước qua con đường trước mặt, làm lại cuộc đời bên cạnh Tu Loan. Tôi khuyên cậu nên thật lòng yêu mến người ta. Tu Loan là một cô gái ngoan hiền trong sáng. Cậu đã gieo tình buộc chữ nợ duyên, thì trách nhiệm này cậu đừng chối bỏ. Em không oán hờn anh sao mà em lại mở con đường cho anh đi vậy? Cho cậu con đường là vì tôi nghĩ đến Tú Loan. Muốn cậu làm cây cao bóng cả cho Tú Loan gửi thân gửi phận. Phụng ơi, nếu đã không còn hy vọng ở nơi em thì thôi, anh đành đi theo con đường mà em đã chọn. Dùng mối tình xưa để vui duyên mới, chuộc lại lỗi lầm đã gây khổ cho em. Anh hứa không để cho Tố Loan ôm hận đôi sự thật tâm một dạ chân tình. Cậu hứa chân tình một dạ với Tố Loan thì phải nhớ những lời cậu nói. Nếu cậu tiếp tục tạm điều quan trái thì cuối cuộc đời sẽ mang quả vào thân. Cậu đã sai một lần rồi, nên tu tỉnh lại đi. Cảm ơn em, tôi về. Ủa, về hết rồi hả? Đó, em thấy chưa? Họ thấy em có cơ ngơi như vậy nên mới đến để mong lừa em lần nữa. Thiệt là tình đời khốn nạn. Em chán cái câu thế thái nhân tình lắm. Chị Ba ơi, em không muốn ở đây, cái chỗ mình đã tạo nhiều oan nghiệp. Em muốn về quê em ở Bình Thủy. Chị em mình cùng nhau tìm thú vui an nhàn mà tu tâm dưỡng tánh, cùng ăn năn sám hối nghe chị Ba. Ý em đã muốn thì làm sao chị cản chân em. Về dưới em mua lại nền nhà cũ, chị em mình vẫn sống bên nhau, cùng vui thú điền viên mà tâm hồn thanh thản. Em nói đúng, đã đến lúc mình quay đầu trở lại. Vậy thì em cứ yên tâm về lại quê xưa mà tìm thú ăn nhà. Chứ còn chỉ bao năm qua tội lỗi ngập tràn, chỉ thấy hối hận đã dùng em làm miếng mồi thơm ngọt. Hãy biết bao người điêu đứng ngại, chỉ hận đời hận tất cả đàn ông, nhưng thật sự chỉ có một người làm phụ.
nghĩ lại chuyện ngày qua thấy mình quá đáng, muốn trả thù riêng mà hại biết bao người. Nếu chị có tội thì em cũng có tội. Chúng ta cùng tu thân sám hối cho hết kiếp này, để hy vọng kiếp sau được hoàn mỹ nghe chị. Là cô gái tốt, bởi ngây thơ nên mới gặp cơn sóng vô. Chỉ là người lại đò vớt em lên chiếc thuyền nan, rồi chỉ mặc tình lèo lái tự chuyên. Chỉ lợi dụng em thay chỉ hoàn thành sở nguyện, thì kẻ có tội là chị. Em vô can, trời Phật không bắt tội em đâu. Hôm nay chị suy nghĩ mấy lời em nói, đã thấm thía câu qua bao lần hồi. Cảm ơn em, cảm ơn em đã thắp đuốc soi đường cho chị. Giờ mình phải chia hai ngã mà đi. Em theo ước vọng của em, chị theo sở nguyện con đường chị đi. Chị ba, như vậy là sao? Bộ chị giận em hả chị ba? Không, chị không giận em đâu. Chị thương em lắm. Vậy sao chị bỏ em? Thì đã đến lúc phải chia tay. Chị sẽ cầu trời khấn Phật phù hộ cho em tìm được cuộc sống an nhàn, cho em bớt khổ, để đền lại cái tội chị làm cho mẹ con em phải lạc nhau. Rồi biết chừng nào mình gặp lại nhau hả chị? Còn duyên thì sẽ gặp. Em không nỡ xa chị đâu. Đừng khóc nữa em, cuộc vui nào cũng phải tàn mà. Em Phụng, Em không ngờ gặp anh ở đây. Em đừng khóc, em ngồi đi. Uống nước đi em. Anh mua đất nhà và đất ruộng của Hương Tùng Cam, mà anh có biết chủ cũ là ai không? Là ai? Là em. Em là chủ cũ của miếng đất anh đang ở và miếng ruộng anh đang làm mà. Phải, hồi đó ba má em bán đất ruộng cho nhà Hương Tùng Cam. Rồi ít năm sau ông bà qua đời, em bán luôn miếng đất nhà để lo cho ba má em mồ yên má đẹp. Em bỏ xứ lên Sài Gòn phiêu bạt đến nay, giờ đây em mới quay trở lại
với số tiền em dành dụm để chuộc lại đất nhà và đất ruộng của em. Ông trời gắm ra cùng các cớ thật nên khiến cho anh tận tâm mê tận lực. 3 năm nay anh đổ công đổ sức cuốc đất cày bừa làm ruộng chai tay. Ngày nay em đã trở về, anh phải đành rời bỏ nơi đây. Đất cũ người xưa đoàn tụ với nhau rồi, anh dù không buồn nhưng dạ thấy luyến lưu. Anh Giang, nếu như em muốn anh ở lại để giúp em săn sóc ruộng nương thì anh nghĩ sao? Như vậy thì ai làm chủ? Nếu như anh không buồn không giận, em đã làm khổ anh 10 năm thầm lặng hận tình anh mang, thì xin anh hãy ở lại nơi này để cho em chuộc lại lỗi lầm. Đường tớ xưa ngỡ là đức nghi đoạn nên đêm về thầm than thở cùng trăng. 10 năm qua mơ ngày tái ngộ, trời thương tình nên gặp lại cô nhân. Khi bước chân vào đấy, nhìn cây đờn treo trên vách, trái tim em tưởng chừng như ngừng đập. Thật, em không dám tin là mình sẽ gặp lại người xưa đã xa vắng. Chừng nghe tiếng chân anh rồi nước mắt chảy dài. Không ngờ ngày em quay về chốn cũ lại là ngày hai đứa gặp nhau. Biết sao anh là chủ căn nhà này trên nền đất cũ của em ngày trước. Em nghĩ có lẽ là số trời đã định. Phải trả nợ xưa dù anh chẳng theo đòi. Phụng ơi, 10 năm nay mình anh thơ thần, anh thường ngẫm câu: gió đưa trăng thì trăng đưa gió, trăng lặng rồi gió hết đưa ai. Nhưng bây giờ thì phải đổi lại là xa xôi chi đó mà lần, phải hương hương bên phải đậm đậm thơm. Phụng ơi, bao năm qua mình cách mặt nhưng vẫn giữ cho nhau chút tình nỉ hôm nào. Anh xin nhận nơi sợ đồng nghe cảm ngọt ngào, mình cùng nắm tay đắp xây hạnh phúc đoạn cuối cuộc tình ta chung bước bên nhau. Ngày ngày anh ra đồng lõ việc ruộng nương, về nhà bên mâm cơm nông cô em ngồi tâm sự. Tối đến dưới trăng anh khái bài quyên ương hồi vũ, em cất tiếng ca anh ấm lại tâm hồn. Trên đường về đây em cứ thầm nghĩ, có lẽ cuối đời em sẽ một mình trong cảnh sống điền viên. Mà còn chị ba đâu, sao không về cùng em? Chị ba nói chỉ có con đường của chị,
Em cũng không ngờ 10 năm chung sống bên nhau mà nay lại phải tan đàn xẻ nghé. Em đừng buồn, chuyện đời tan hợp là lẽ thường, đâu ai đoán được con đường trước mặt. Ý thôi, để anh đi nấu cơm cho em ăn. Em ra sau rửa mặt đi. Nhưng mà anh ăn tương chao chứ không có thịt cá. Em ăn được không? Anh thiệt à, thì có gì ăn nấy. Em đâu có khó nuôi mà anh sợ. Không phải ăn một bữa đâu, ăn hoài đó. Ăn chay trường đó. Anh ăn chay trường. Nhờ ăn chay nên anh mới gặp lại em nè. Nghe nói anh ăn chay trường, em tưởng là anh tu luôn đó chứ. Anh mà tu luôn thì làm sao dám nhận lời em để ở lại đây chứ. Thôi đi, em nói không có lại anh. Nè, để em ra làm sao nấu cơm nha. Ý, chuyện đó để cho anh. Long à, anh biết anh làm như vậy là không đúng không phải với em. Cũng tại anh thua trí người ta nên mới làm ăn thua lỗ. Tụng qua anh mới dùng đến số tài sản của em. Thôi thì em cho anh một thời gian nhất định, anh sẽ có cách để hoàn trả lại cho em. Thời gian là bao lâu? Thì khi nào có anh trả lại ngay. Của cải của tôi á, anh làm tiêu hết á, thì anh chuẩn bị anh giác chiếu ra tòa đi. Chứ anh đừng có hứa suông như vậy. Em là người biết đi chùa đi núi mà sao em nỡ nào đẩy anh vào thế kẹt sao lắm. Với lại dù sao mình cũng là anh em chú bác mà, đừng có đoạn tình như vậy chứ. Anh Hùng, ai đoạn tình với ai, anh nói lại tôi nghe. Anh lỡ lời, thôi thì anh xin lỗi em. Gia sản của ba tôi để lại cho tôi, vì năm xưa tôi còn nhỏ, tôi chưa đến tuổi vị thành niên, nên trong gia tộc á mới đề cử anh. Anh đứng ra giữ gìn sản nghiệp, nhưng mà tôi cũng biết điều với anh, nên tôi đâu có để cho anh bị thua thiệt. Đã trích ra một phần ba trong đó trả công cho anh đã lành giữ giùm. Anh đã tiêu hao hoàn phí hết phần của anh rồi thì anh còn ức hiếp cái nỗi gì. Anh lại làm càng đến cái phần của tôi. Rồi ngày hôm nay tôi đã đến tuổi nhận lại gia tài, anh chỉ năn nỉ để trừ. Được, tôi đưa đơn ra tòa cho họ xử anh luôn đi. Anh xin em đừng có kiện thưa, nếu như anh phải giác chiếu ra tòa thì danh dự của anh còn đâu nữa. Em hãy giữ giùm tài tiếng cho anh, để anh còn cơ hội mà làm ăn. Sẽ có một ngày anh hoàn trả lại cho em. Anh gạt hết lần này á rồi tới lần kia, tôi kỳ hạn cho anh một tháng nữa là cùng. Đó là tôi còn nể tình ruột thịt với nhau. Long à, một tháng làm sao anh lo cho kịp chứ. Chuyện đó là chuyện của anh, anh làm sao thì làm. Long, anh nói thiệt đi, em thông cảm với anh. Bây giờ anh kẹt lắm. Của cải hồi môn của Tố Loan thì cũng bán hết để lo trang trải nợ nần, mà cũng không đủ để cho anh trả nợ nữa, nên anh mới làm ngang đến số di sản của em. Không lẽ bây giờ biểu Tố Loan về xin ông già cho đất cho ruộng để đền trả lại em sao? Long à, anh cũng đã cùng đường ngã ngựa gãy thương, không lẽ em chẳng cho anh một con đường để thoát sao em? Sao hồi đó đó anh không nghĩ đến con đường cùng của ngày hôm nay? Tôi thấy chị Loan á mà tôi thương hại cho chị. Chị bị anh gạt mà không có biết. Còn anh á, anh có được một người vợ tốt mà anh không chịu an phận. Anh còn đèo bồng anh lo ăn chơi đàn điếm, tán gia bại sản rồi á anh đổ thừa tại làm ăn thua lỗ. Anh đó anh tệ lắm.
anh hết thuốc chữa rồi. Long ơi, bây giờ anh hối hận lắm rồi. Làm ơn đi mà, em làm ơn giấu giùm, đừng cho vợ anh biết nghe. Sao anh không dặn sớm? Tôi lỡ nói với chị biết rồi. Trời đất ơi, vậy là em hại anh rồi. Anh hại người thì người hại lại anh, kêu trời làm cái gì? Không có cứu được anh đâu. Thiệt, chứ không ngờ chồng cháu lại ăn chơi trác táng, để cho mang nợ mang nần đến vậy. Cháu buồn quá thím à. Mai mà chú Long nói cho cháu biết, chứ không thì cháu vẫn còn tin ảnh là do làm ăn thất bại. Thiệt ra thì làm con người ai cũng có sai quấy, nhưng cái mức độ sai quấy là do ở mỗi con người tạo ra nó. Thím nói vậy thì con cũng đã sai lầm, nên gửi phần trao thân, vì tưởng đâu anh là ý trung nhân, là người chồng chung thủy vẹn toàn, mà tạo hóa đã dành cho con. Nhưng nào ngờ số phận hâm hiu, dối gạt vợ nhà anh chẳng ra chi, bên men rượu dưới ánh đèn màu, con một mình buồn than. Kiếp nhân sinh tạo quá đã dành cho mỗi con người phải có một niềm đau, nên suốt 20 năm mình với nỗi đau. Nhưng tâm sự của con thì còn bày tỏ được, chứ thiếm thì cam nuốt nghẹn vào lòng, chỉ còn mong trời Phật thương tình cho thêm chút hy vọng mong. Thím có tâm sự gì mà không thể giải bày được vậy thím? À, hai cô mua giùm vài chai dầu phong dầu gió nghe, tốt lắm đó. Lỡ như bị đứt tay á thì dầu phong này sức vô là nó cầm máu liền hà. Còn dầu gió thì trị đau bụng hay lắm. Có thuốc trị đạn cho con nít nữa, hai cô mua giúp giùm nghe. Cô ba ơi, con là Tố Loan nè. Ý mèn ơi, người quen, mạnh giỏi hả em? Trời ơi, 90 năm rồi mới gặp lại cô đó. Sau khi em và ba em trở lên thì cô và cô hai đã đi mất tiêu rồi. Xin lỗi, chúng tôi đi mà không từ giả. Cô ba có ở cùng chỗ với cô hai không? Cô ba cô hai ngày đó rời khỏi nhà thì mỗi người đi một nơi. Cô hai nói là đi về quê ở Cần Thơ á. Còn tôi tôi đi chu du khắp nơi. Nơi nào có núi non chùa chiền á là đều có dấu chân tôi trong suốt 10 năm qua. Tôi không có ở nơi nào cố định cả. Chị có phải là chị Ba Ngà không? Phải. Vậy chị còn nhớ tôi không? Tôi và chị đã gặp nhau ở nhà thương của cô Mụ Tư ở Khánh Hội cách nay đã 20 năm đó chị. Cô
cô gần sanh chưa? Thấy có vẻ mệt mỏi quá vậy. Cô mụ tư nói chắc khuya nay tôi sanh á. Còn em tôi nó nằm ở dãy bên kia phòng hạng chót á. Cô mụ tư nói nó sanh lối 9-10 giờ tối nay á. Vậy là nó sanh trước cô à. Cô nằm ở đây là phòng hạng nhất á. Vậy chắc nhà cô cũng khá giả lắm ha. Nhưng sao thấy cô có vẻ lo lắng không vui vậy? Cô sanh con so hay là con rạ vậy? Dạ, tôi sanh con so. Hèn chi, mới sanh lần đầu nên cô lo lắng là phải rồi. Không phải vì mới sanh lần đầu mà tôi lo lắng. Vậy chứ cô lo chuyện gì? Tôi sợ, sợ sanh con gái thì chồng tôi không có vui. Vậy sao? Dạ. Ây da. Nè nè nè, cô mụ tư ở đây giỏi lắm. Cô coi cô biết là sanh gái hay trai rồi hả? Cô coi cho ai á cũng đúng hết á, không hề sai chạy đâu hết á. Cô nói con em tôi nó sanh con trai, vậy cô nhờ cô tư coi đi cho biết. Cô coi rồi, cô nói tôi sanh con gái, vì vậy tôi mới lo sợ. Ơi, sợ cái gì? Ông bà ta nói sanh con gái đầu lòng rất dễ làm ăn. Chị không hiểu biết đâu, chuyện nhà của tôi nó rối lắm. Nè 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 nè, cô gần sanh rồi đừng có buồn, không có nên đâu. Không ấy cô tâm sự với tôi đi cho nó đỡ buồn, chứ để trong lòng có hại lắm á. Mà biết đâu hiểu được chuyện của cô thì tôi có thể giúp cho cô sao ha. Dạ chị à, dù chị có giúp được tôi hay không, tôi cũng cảm ơn chị. Vì chị chịu nghe để san sẻ giùm cái khổ của tôi. Không giấu gì chị, tôi là vợ của thầy Cái Tông ở Mỹ thôi. Nhưng là vợ nhỏ mà ơi, gia đình tôi nghèo khổ nên phải ép mình làm lẽ người ta. Chị lớn đã sanh được ba con, nhưng đều là gái nên thầy cái buồn bực. Từ lúc tôi mang thai thầy cứ nói hoài tôi phải sanh con trai cho thầy, để giúp thầy nối việc lửa hương, rồi thầy về cho nhà lớn ở chung. Con trai thì thầy mới chịu nhìn, sau này con tôi mới được ăn gia tài. Vì vậy mà tôi buồn trong bụng khi biết mình không sanh được con trai. Thì ra cái buồn của cô là vậy. Nhưng cô có đẻ con gái mà cô muốn cho nó hóa thành con trai thì cũng được, có khó gì đâu. Chị muốn chọc cho tôi vui hả? Chứ con gái thì làm sao mà nó thành con trai được? Thì mình đổi con với người ta là được chứ gì. Đổi con? Ừ. Đâu có ai chịu đổi con cho mình. Thì lựa người nào nghèo thì mình đổi, mình bù nhiều tiền là họ chịu, họ đổi chứ gì đâu cô lo. Đổi con? Chị ơi, nếu tôi sanh con gái mà có ai họ chịu đổi con trai cho tôi thì dù có bù 200-300 tôi cũng chịu nữa. Bù 200-300? Dạ. Vậy thì ít quá nha. Vậy chứ cỡ bao nhiêu lận chị? Nè, nói cô nghe nè, cô phải biết là sanh được con trai nó quý lắm. Nó đáng giá 1.200 lận đó. 1.200 lận? Ừ. Trời đất ơi, họ đòi nhiều quá. Thì làm sao tôi có tiền đưa? Làm vợ thầy cai nói không tiền ai tin. Cô nói như vậy làm sao tôi giúp cô được? Xin chị giúp tôi lần này. Ơn
chị tôi nhớ hoài. Ờ giúp á thì tôi giúp chứ có ngại gì đâu. Nhưng cô bù ít quá đi à. Sợ người ta họ không thèm đổi con, chứ bớt chút á thì được nha. Cỡ bao nhiêu mới được? Cô đưa cỡ 1,000 à. Họ đổi con liền. 1,000 à, vậy chịu không? À, vậy cũng được. Tôi bù 1,000. Chịu rồi hả? Thiệt là không ngờ ông trời ổng khéo sắp đặt. Khoảng 10 năm nay á, tôi cũng muốn tìm cô á. Tôi cũng vậy. Tôi lại trời lại Phật ngày đêm mong cho có cơ hội để gặp lại chị đó chị ba. 10 năm nay vô chùa lên núi tôi ở để làm công quả. Nhưng 3 năm nay á, tôi ở tại núi này có bán thêm 3 cái dầu gió dầu phong để kiếm chút ít tiền làm lộ phí đi đường để xuống Cần Thơ thăm em tôi. Cô ba định đi thăm cô hai hả? À, vậy thôi thì sẵn tôi có xe nhà kìa. Chị đi luôn về tới Mỹ Tho, chị ghé lại chơi cho tôi hỏi thăm chút chuyện, rồi chị hãy đi xuống Cần Thơ. Cô ba à, cô nhận lời đi cho thím em vui mà. Cái gì? Em với cô Cai đây là sao mà gọi bằng thím? Dạ, thím đây là thím chồng của em. Vậy ha? Em có chồng rồi hả? Dạ. Lấy ai? Ở đâu vậy? Dạ, cậu Hai Hùng đó cô. Thiệt sao? Vậy rồi có hạnh phúc không? Em lận đận lắm cô à. Mấy năm nay ảnh mắc nợ trả hoài không có hết. Ảnh mới làm ngang mà lấy gia tài của người em chú bác của ảnh mà làm tiêu hết trơn. Bây giờ chú ấy lại đòi làm đơn kiện ảnh ra tòa đó cô. Tôi có khuyên thằng con tôi hoài, nó thì cũng có nghe lời tôi. Nhưng bây giờ thì nó làm gắt dữ lắm. Cô nói chồng em loan mắc nợ của con trai cô hả? Ờ. Cái đứa nhỏ năm đó ở ờ nó đó. Thôi rồi, quan gia tương báo, nghiệp chướng tiền khiên. Phen này tôi không theo cô về dưới cũng không được. Tội lỗi quá. Nam mô A Di Đà Phật. Là má hết hồn hả? Má có chuyện không vui phải không má? Nè, con bắt đầu tập tò mò hồi nào vậy? Đâu phải con tò mò, mà là con quan tâm đến má đó. Con quan tâm đến má, vậy mà má lại trách quan con chứ. Nhưng con còn nhỏ, đừng có lo chi chuyện của người lớn. Sao vậy má? Má không muốn làm ảnh hưởng trí óc của con. Má đừng có sợ ảnh hưởng gì cho con hết á. Tại ba nói nên con mới biết là má ở nhà đang suy nghĩ lung tung. Ba con đâu? Ba ở ngoài đồng. Nè, sao không thật lời với má vậy con? Ba không có ở đây, làm sao nói với con? Con mới ở ngoài đồng, con vừa chạy về. Nè, nếu ba con ở ngoài đồng á thì lại càng không biết là má đang ngồi suy nghĩ. Hoàng à, con nít mà nói láo là hư lắm á. Má không muốn con gái của má làm người xấu nha, biết không? Con nhất định không làm người xấu đâu. Hôm qua con nghe ba nói á, là những lúc ba ra đồng còn con đi học thì má ưa ra thèm ngồi suy nghĩ. Nên bữa nay chủ nhật không đi học, con theo ba ra đồng một chút rồi con. Nè, về nhà để lén nhìn má phải không? Lại lòi thêm cái tính xấu nữa ha. Thôi thôi, đủ rồi. Đừng bắt nạt con gái của anh chứ. Ý, nhà thám tử tí hon mới phải chứ. Ba, ba về tới đỡ quá chừng luôn. Nãy giờ má tấn công con tới tấp luôn đó. Con đỡ muốn hụt hơi vậy đó. Thiệt con lãnh trách nhiệm này nguy hiểm quá ba ơi.
Đừng lo, có ba. Hai cha con đứng về một phía để ăn hiếp người cô thế phải không? Phải không? Thiệt là oan ức cho con với ba quá. Không sao, nếu cha con mình đáp án được cái đề tài này thì oan hay ức gì cũng không thành vấn đề mà con. Mà cái vấn đề này ở đây là má con sẽ không bao giờ chạy chối được với ba. Hoàng à, đem cây cuốc vô nhà cất, rồi coi bắt nồi cơm lên đi. Ba con ở ngoài ruộng về chắc là đói bụng rồi đó con. Con thác nạn rồi, ba đưa cây cuốc cho con. Ba chuẩn bị tư thế nghe. Đồng minh này thiệt không ổn, chưa chi đã cuốn gió chạy dài. Anh đó, con nó còn nhỏ mà anh lại nhét vô trí óc của nó những chuyện của người lớn à. Như vậy sẽ ảnh hưởng tâm hồn của con đó nghe. Em trách anh điều này thì đúng, nhưng cũng do em một phần. Sao lại đổ thừa em? Ai biểu em có chuyện không vui mà còn giấu anh. Anh không tự hỏi em là gì, anh tôn trọng quyền tự do của em, nên anh mới nhờ con giúp cho anh. Bởi không yên tâm khi biết em buồn, thường thẫn thờ suy nghĩ một mình. Anh cảm thấy lo nếu không sớt chia được. Cũng tại vì em sợ bận lòng anh, nên nỗi buồn riêng em không thốn lộ. Là vợ chồng thì chung lòng chung dạ, sao lại cho là cái buồn của riêng em. Em giấu anh nhưng có thể anh đoán được là em nhớ chị ba và đứa con thất lạc. Cho nên em biết là có sự thần giao cách cảm khi giữa vợ và chồng hợp mỹ đồng tâm. Nên em không thể giấu anh được điều gì. Anh là người chồng đế em kính trọng thương yêu. Nhìn bé Hoàng lớn khôn đầy đủ thâm tình, khiến em chạnh lòng vì bỏ rơi con. 10 năm rồi, không biết chị ba hiện ở nơi đâu. Sao chị ấy không về đây tìm em chứ? Em nhớ chị ba nên em lo cho chị lắm. Cái hồi chia tay nhau, chị không đem theo thứ gì hết á. Chị nói của cải là do em tạo, nên tất cả là của em. Em năn nỉ hết sức mà chị cũng không nhận. Chị nói cuộc đời chị kể từ bây giờ có cũng như không, không cũng như có, thì chỉ cần chi đến của cải. Em suy nghĩ hoài mà không hiểu ý của chị. Ý chị là của cải là vật ngoài thân, nằm trong cái ý của nhà Phật là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Như vậy chị đã giác ngộ được chân lý đó. Chị không sao đâu, em đừng lo. Anh à, hay là mình đăng báo để tìm chị ba nghe anh? Cũng được. Không cần đăng báo, tôi đến nè. Chị ba, em tưởng đâu là chị bỏ em rồi chứ. Kìa, sao khóc vậy? Hồi đó chia tay cũng khóc cả ngày, bây giờ sum họp định khóc bao lâu nữa đây em? Em nhớ chị lắm đó chị ba. Đi đâu mà đi biệt vậy? Phải thiệt nhớ chị hôn á. Chứ thường thì khi người ta có cái niềm vui ấm áp của gia đình á, thì người ta ít có nhớ đến kẻ ngoài cuộc lắm. Chị trách em Phụng lấy chồng quên chị chứ gì. Nói chơi thôi, chứ biết em Phụng có gia đình đầm ấm bên thầy á, thì tôi vui lắm. Chị ăn mặc như vậy, tôi chắc chị đã thông suốt chân lý rồi đó. Phải, tôi đi làm công quả và tu thân để sám hối, nên thấy hai người sum họp, tôi thấy tội của tôi nó nhẹ được phân nửa. Chuyện qua rồi, chị đừng nhắc lại. Hồi đó cũng do hoàn cảnh mà thôi. Đành là vậy, nhưng tôi vẫn còn nặng tội lắm. Hết rồi, chị không còn tội gì nữa, đừng có đeo mang nữa. Không đeo sao được, cái tội này nó nặng lắm, quan gia nan giải đó em à. Chuyện gì mà dữ vậy? Thì chuyện, cái chuyện suối em đổi con năm đó đó. Chị ba, chị dẫn em đi tìm con em nha chị ba. Khỏi tìm nữa, chị gặp nó rồi. Hả?
chị gặp nó rồi. Nó ở đâu? Thì ở với mẹ nuôi nó tại Mỹ Tho. Chị vừa gặp được mấy ngày nay. Thiệt là trời bất dung gian nghe. Cái quả ngày xưa chị gieo giờ thành cái quả. Em ơi, chị lo sợ vô cùng. Nếu để lâu sẽ càng thêm tội. Chị nói rõ ràng đi, em đang sốt ruột. Con em bây giờ nó sống ra sao? Thì nó là con của bà Khai Tổng. Nhà cửa ruộng vườn thẳng cánh cò bay. Vậy là trời Phật còn nghĩ đến em. Nên con em không lang thang đói lạnh. Bởi nó không đói nghèo còn sung sướng tấm thân. Nên bây giờ nó đòi kiếm người ta. Mà người đó tưởng ai xa lạ chi? Đó chính là cha ruột của con em. Tại sao lại có chuyện như vậy? Con mà hại cha là chuyện chẳng lành. Quả báo nhãn tiền ai tránh được đâu. Ai biểu họ dai bây giờ họ chịu. Nhưng mà câu chuyện đó ra sao? Lại đến nỗi phải có chuyện suối lòng. Quan hệ của họ là anh em chú bác ruột. Nên cậu Hùng đứng ra lãnh giữ gia tài. Chờ nó lớn lên cậu sẽ giao quyền. Không ngờ cậu làm tiêu ráo trọi trơn. Bởi vậy nên nó giận, nó đòi gửi đơn lên tòa ở Mỹ Tho. Nó kiện cậu đó chứ. Chắc chắn phen này thằng con nó hại thằng cha đến thân bại danh liệt luôn á. Thiệt, chẳng biết lo tu thân còn tạo thêm quan nghiệp thì phải cam tâm mà chịu cái án tù chứ biết sao giờ. Không nên đâu em. Phải tìm cách mà hóa giải chứ. Phải hóa giải chứ em. Nhưng mà trước tiên lo hóa giải giùm cái bao tử của chị đi. Má ơi, con nấu cơm chín rồi. Dạ, con chào dì ba. Con ai mà gọi dì ba nghe ngọt xớt vậy? Con gái em đó. Mày ăn ơi, giỏi quá hen. Con tên gì, mấy tuổi rồi con? Dạ con 10 tuổi. Trời. Con tên Hoàng. 10 tuổi mà cao chồng nhồng dữ vậy ha. Con dắt dì ba ra làm sao rửa mặt rồi dì cháu mình tâm sự hen. Dạ, dì ba đi theo con. Chị ở lại đây sống với em nghe. Tu thì ở đâu mà tu không được. Cần gì phải lên núi lên non. Chị về đây thấy cảnh vợ chồng em trao dồi đức hạnh tại gia, chị ưng ý lắm. Cái phần của chị mấy năm nay lẫn quẩn bên bà Tây Ninh, bây giờ chắc chuyển về với bà Châu Đốc rồi. Nếu đúng vậy thì xin giúp cho con giải quyết êm xuôi cái màn bi kịch của thế gian, mà con cũng có phần trong đó, cho con được tiêu trừ oan nghiệp. Nam Mô A Di Đà Phật. Cô hai ơi, cô ba ơi. Ý, ai in như là Tú Loan à? Vô đi em. Hai cô thấy em tìm nhà giỏi không? Em giỏi lắm á. Thôi, hai người ngồi nói chuyện nha. Cô bước ra vườn hái mớ trái cây nha. Dạ. Ông Phủ khỏe ha em? Dạ khỏe. Ba em gửi lời thăm cô. Mấy năm đầu á, lúc cô về đây, ông Phủ có đến thăm vợ chồng cô vài lần. Dạ, ba em lúc trước lên thăm em có nói cho em biết là cô ở đây. Nhưng em bận bịu quá không có đi thăm cô được. Nghe cô ba nói chuyện nhà em đang rối rắm lắm thì phải. Hồi đó cô dạy em làm thân con gái phải gạn đục lắng trong, kẻo lầm đường lạc lối. Nhưng phước họa rủi may trong đời là do trời định. Thì em làm sao tránh khỏi cái cảnh buồn đau khổ lụy kiếp cô. Sống trong cảnh dở khóc dở cười, cứ tưởng lấy chồng lớn hơn em nhiều tuổi sẽ được họ thương mình một gia thủy chung.
Nào ngờ lại bước chân vào cái cảnh đắng cay, gặp người chồng có tính truyền là đem của cải hồi muôn của em mà quán phí. Sai đắm men tình không giữ gìn nhân phẩm. Mấy năm nay cô cũng thầm vái vang trời Phật cho em sống hạnh phúc bên chồng, mong họ đem niềm vui đến cho em. Nào ngờ họ lại quá vô tâm, để cho em phải nuốt sầu ngậm đắng. Em không trách chồng tệ bạc đi tìm của lạ, vì đàn ông hoa thường lãng mạn đa tình. Chỉ buồn cho em phận bạc riêng mình, nếu có trách là trách chồng không giữ gìn nhân cách, nó sắp phải ngồi tù vì tôi đoạt sản nghiệp của người ta. Cuộc đời của em sẽ phiền não triền miên nếu như anh bị lãnh án tù vào lao lý. Con người thiếu đạo đức cuộc đời kể bò, anh phải đền cái tội đã gây ra. Tưởng đâu họ thật lòng yêu thương Tú Loan, ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Cái ngày mình biết được tâm tích của con cũng là ngày mình thêm đau đớn rối ruột rối lòng. Nếu thằng nhỏ nó không hờn trách ngày xưa mình bỏ rơi nó, thì còn có thể khuyên con đừng làm hại cha. Chứ nếu mà nó không chịu nhận mình là mẹ, thì cuộc diễn này rồi sẽ ra sao? Chào cậu. Cậu vô rước em Loan hả? Phải. Chào em. Em vẫn khỏe. Ngày đó tôi nghe lời em, tôi đã đi cưới Tố Loan. Tôi đã làm đúng lời em rồi đó. Cậu làm đúng lời nhưng chưa đúng ý, vì cậu chưa thiệt tâm làm một người chồng đúng nghĩa như sự mong muốn của tôi. Sao cái chân tình của cậu lại không đặt ở chỗ Tố Loan vậy cậu? Phụng, cái chân tình đó 10 năm nay tôi vẫn giữ cho em. Cậu lại tìm lời biện hộ cho cái lỗi của mình. Cậu tưởng tôi tin cậu sao? Chứng nào tật nấy, đã hại cậu sắp chết đến nơi rồi. Cậu gieo toàn là nghiệp nặng, nên cái nghiệp nó theo đòi nợ cậu đó cậu hai à. Em nói gì tôi chưa hiểu. Nghiệp gì theo đòi nợ tôi? Giọt máu của cậu ngày xưa là người sắp đưa đơn kiện cậu về tội săn đoạt tài sản của nó đó. Liệu mà trả lời với pháp luật đi. Nói thằng Long là con của tôi. Phải, ngày xưa cậu bỏ tôi nên tôi cho nó làm con của cô Cai. Nào ngờ cha con mà trở thành anh em chú bác. Trời ơi, chẳng lẽ chuyện đó là sự thật? Có chuyện như vậy thật sao? Bây giờ cậu có tin lời tôi nói với cậu lần đó chưa? Ngày đó tôi nói quả báo nhãn tiền mấy ai tránh khỏi, cậu còn nhớ không? Nhớ. Tôi nhớ rồi. Em nói phải lắm.
nợ tôi vay bây giờ tôi phải trả. Ngày xưa tôi phụ em để rơi rớt tâm tình cốt nhục, nên ngày hôm nay ông trời mới trừng phạt tôi, khiến cho tôi làm tiêu tan của cải mà chú tôi để lại, làm cho con oán hận cha mà đưa tôi vào chôn lao. Ông trời thật là trơ trêu, và tôi có mắt cũng như mù. Con ở bên cha mà vô tình nào biết, để cho cốt nhục tương tàn sao thịt nồi da. Cũng tại tôi khinh trời Phật ở nơi xa, coi thường lưới trời rộng nên bây giờ mới vướng. Cảm ơn em đã nói ra sự thật, cho tôi thấm thía cái đau bị con ruột trả thù. Cậu trách tôi phải không cậu? Nó hại cậu là do nơi cậu. Nếu cậu không tự chuyên lấy của người mà phung phí, thì cậu đâu có gặp cái cảnh này. Ý tôi không phải là trách em đâu. Cậu có trách hay không, tôi cũng chẳng bận lòng. Mà cái tôi lo hiện giờ là sợ con tôi không rõ nguồn rõ cội, rồi nó gây ra tội lỗi dạng. Người lớn đã gây ra, sao để cho con dưng lấy tội tình. Lỗi của cậu đã lợi dụng lòng tin cướp đi tài sản của nó. Còn lỗi của tôi là nỗi quân lý tiền làm cách mưu sinh. Tôi thì cậu chờ mà trả lời trước pháp luật. Còn tôi thì suốt đời này sẽ sống trong nỗi khổ triền. Tội nghiệp con tôi bấn bờ lạc lòng, nên vô tâm mà phạm tội dưới đất trời. Anh Hùng, không ngờ ngày xưa anh cũng đối với cô hai bạc bẽo, bây giờ em cũng gánh phần cùng số phận đơn đau. Cô hai ơi, ngày đó em không hay biết, nên mới dẫm bừa lên dấu hoàng khiên. Ngày đó cô không muốn phá tan niềm hy vọng của em, vì vậy cô mới khuyên cậu hai phải hết lòng chân thật với em. Cô đâu có ngờ cô đã hại em. Em không có ý trách cô, sao không chỉ đường cho em tránh, mà em muốn nói là tại em không biết nên em mới vô tình làm kẻ thứ ba, thì em mới là kẻ làm khổ cho cô. Lòng cô đã nguội lạnh. Dù em không làm vợ cậu hai, thì cô cũng không thể chung đường với cậu. Cậu hai đến rước em về đó. Em cho cô gửi lời thăm ông phủ nha. Dạ, cảm ơn cô. Chào cậu. Loan, anh xin lỗi. Những ngày sau này anh phải để cho em bơ vơ, vì anh trước sau cũng phải vào tù thôi em à. Anh Hùng, em đã lỡ làm vợ anh, nên dù anh có ở không phải với em đi nữa, em cũng cam chịu. Vậy căn nhà trên Sài Gòn em giao cho anh, và anh tự lo liệu việc của anh. Em nói vậy là sao? Em muốn được yên tình. Em sẽ về sống với ba em.
để lo cho ba trong lúc tôi già. Cái bổn phận mà bao năm em đã lơ là, đi tìm hạnh phúc mong manh nên em lỗi câu hiếu đạo. Giờ em quyết định rồi là trở về bổn phận làm con. Trời hại anh rồi nên ngày tàn, phải lạc lòng chơi vơi. Loan ơi sao nỡ bỏ anh bỏ chữ Tàu Khang. Em là điểm tựa anh cần trong cuối cuộc đời còn lại của anh. Em không đủ sức cho anh làm điểm tựa, vì em cũng đang cần một điểm tựa cho mình, đó là ba em. Loan, Loan ơi, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh mà Loan, Loan, Loan.